mình đến từ Hà Nội, hiện đang là nhân viên văn phòng. Mình có một đam mê từ bé xíu, đó chính là hát. Mình có thể hát được từ cái thời điểm mà mới biết nói. Ước mơ của mình sau này, mình rất muốn được tiếp xúc nhiều hơn với cả âm nhạc, với nghệ thuật. Cũng muốn là được nhiều người biết đến, muốn tập ra nhiều sản phẩm cover và được các bạn yêu thương và ủng hộ. Ngoài ra thì mình còn có khả năng làm MC cho một số chương trình nhỏ ở tầm cỡ nhà trường, các mini show ca nhạc hoặc là các cái chương trình YouTube. Sau đây mình sẽ gửi đến các bạn một ca khúc, đó là Chờ, ca khúc Chờ Anh Nhé. Ở lại em nhé, ngày mai anh sẽ về, anh chỉ mong nỗi nhớ em thêm xa, thêm đợi chờ, thêm dài ngắn. Anh chỉ thêm nụ cười là những chuyến đi, rồi có lúc em sẽ khóc tựa vai gió, tựa bóng mây ngập ngừng trôi.